Tiền đạo Công Phượng đã kết hợp với công ty sản xuất thể thao Hoàng Phong cho ra mắt mẫu giày và áo đấu mang tên Huica CP10 Collection. Sản phẩm ra đời với sứ mệnh trở thành chiến binh thầm lặng, đồng hành tiếp sức cho những chiến binh sân cỏ, giữ lửa đam mê và tạo nên những trận cầu đỉnh cao. Sản phẩm sẽ chính thức đến tay người hâm mộ từ hôm nay.